Hi, xin chào mọi người. Chào quý cô bác, anh chị em cùng các bạn đang xem kênh Trinh Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Trinh đang có mặt ở cái phòng phòng khám mắt. Thì Trinh đi cắt mắt kiến ha mọi người. Cắt cái mắt kiến cận với lại cắt mắt kiến mát. Thì đây Trinh đang ở trong cái phòng của bác sĩ. Thì hồi nãy có phòng kia nó đã test một vòng rồi. Thì bây giờ đang ở cái phòng này là phòng của bác sĩ. Nhưng mà Trinh ngại cũng không có dám quay nhiều. Ở đây rất là đồ máy móc rất là hiện đại tối tân luôn mọi người. Wow, hôm nay mình gia đình mình ăn pizza mọi người. Pizza này đang đi mua đi đi cắt mắt kiến với lại đi chợ về cái mua ghé mua luôn. Bữa nay không có nấu gì hết. Đó, how much cost for that? Different before. $11. Yes, different. 10 11 đô. We're going to see how good it is. 11 đô một cái như vậy mà cái này họ làm cái hình bầu dục chứ không phải là hình tròn. Đó thì bên này cái nữa là hai cái. Oh, you missing one? Yep. Please. I don't know what happened there. Ok, hold on, let me take a picture first. Đây, nãy giờ em ăn dụng mắt miếng rồi. Hold on. Ok, bên này miếng nữa. Bên này thì nấm này là mình thích ăn nấm nha. Em sẽ order nấm cho mình nè. Ok. Anchovy. Bây yeah. giờ bây giờ mình sẽ bỏ cái cá cơm. Cái này là cá cơm giống như cá cơm muối đó mọi người. You want some oil on yours? Yes. Put yeah. them on both. Oh, get another bench. Where another bench? Oh, yeah. Excuse me, baby. Hôm nay đi đi cắt mắt kiến về mua ăn luôn, không có nấu nha, không có nấu gì hết mọi người, mua đi ra ăn. Trên thì không có thích pizza lắm nhưng mà lâu lâu ăn thì cũng được. Ok, so bớt anchovy. Yeah, no, hold on, show me. Show anchovy. Well, I wanted some, I was yeah, with some oil. Ok, that's it. Đó mọi người, đây nè, cái này là cá cơm. Cá cơm, cái họ muối. Họ muối hơi mặn 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 ngon lắm. Nó bây giờ mình sẽ chế cái dầu này lên. Put oil on. Yeah. Đây nè. Bây giờ bật lò lên mình nướng lại cho nó nóng. That's good. Ok. Rồi mới giờ mới rải cái cơm lên. Look good. Oh no. Yeah, I gotta go wash it now. Dính áo rồi. Honey, you use chopstick, it do better. Okay, you could get chopstick. Đây dùng đôi đũa này làm cho nó nhanh. Vì mà nĩa nó lâu chết. Tại một tay mình quay phim nè. Một tay không có được nhanh. Thế nào ông lại ông cứ gây sao không nhanh nè. Honey, can you help me? Yeah, what do you want? Yeah, you hold camera. Yeah, I got camera. You're not better than you. Yeah, exactly. I know you will say that. Bánh mì làm qua được không? Để đâu đó quên lấy. How old is that bun made? Like a month? Good. You're ridiculous. I forgot, honey. Turn on the light, honey. Oh. No, you. No, no, did not fit. Huh? Did not fit. Yeah. Oh, yeah. Not fit. Yeah. Yeah, mọi người, nướng là tầm how many minutes you think? Few minutes, 5 minutes. 5 phút à? Đây, thì hôm nay hồi sáng giờ hai chồng đi chợ, đi Costco đi sẵn đi cắt mắt kiến cho mình. Thì đi Costco luôn, sẵn gần Costco cái ghé vô Costco luôn. Đây ông xã mua cái loại thuốc này. Để bổ mắt hay gì á, con mắt ông có vấn đề nên là đó. Còn ở đây here, honey, you can taste it. Đó, còn này là bánh chi này ngon lắm mọi người. Đó, bánh chi này rất là ngon. How much cost, honey? How much cost for the cheese? I forget. Oh, 5 đô một hộp.
Hai hộp này 10 đô. Đó, cái này là cherry. The cherry or yeah. Cranberry? Cherry. Cherry. Đó, cái này là cherry nè. Ngon, rất là ngon nha. Hai chi với cherry này rất là ngon. Mình cũng thích. Với trứng. Với mua bánh mì. Bánh mì này ông xã rất là thích. Đó, mua rượu. Rồi mua cái gì? Nước rửa cho dùng cho cái máy máy rửa chén này mọi người. Đó. Rồi cái này là cà phê. Nè. Cà phê này uống ngon lắm. Cà phê này mình mua cái này là nguyên hột nha, mua về mình xay. Mình có máy xay á, mình bỏ vô mình xay. Rất là ngon. Oh, good. Yeah. Oh, come on. Dẹp bớt cái này là mới ăn được. Wow, look so good. Ok, xin mời mọi người cùng ăn với hai chồng mình nha. Xin chào. Dạ. Ông ăn nãy giờ đói bụng quá ăn hết cái rồi. Ông đói bụng quá ăn hết gần cái kia rồi đó. Nó lâu quay lâu quay. Rồi hôm nay khá là interesting. Dạ, đây hôm nay được rồi. Me too. Không ngon. Better than nothing. Better than my pizza. Better? No. Không ngon lắm. Cái mỏng chín mà nãy giờ này nấu cơm kho cá ăn ngon hơn. I mean like I said like we make rice and some fish much better. More healthy. 22 đô. When are we having fish again? Tomorrow? When? I think I gotta work tomorrow. What? Sáng rồi hết mớ tiền. I mean we spend a lot of money today. Have fish on Saturday or Sunday. Này cắt mắt kiến. Nó mắt kiến cực. Ông này ông nói xạo mà. Ông nói cái 150 đô à. Bà hỏi ông cắt dần thì ạ. Hỏi ông cắt cho ông trai mình cũng vậy. Hai cho con nói có 100 đô à. Giờ mình đi cắt nữa. Gần 600 đô. Mất rồi. Hỏi sao không nói rồi. Nên tính tiền hỏi sao không nói rồi. Nói mắc là mình không chịu đi. Vẫn xem đủ rồi. I'm telling my friend know about you lie to me. 150 dollars. Baby, if I didn't spend it on you, I'd spend it on me. So it's going to be money spent in any case. It's so expensive. I know, but it's going to be money spent in any case. So it's better to spend it on you. The doctor is $150. Trả tiền bác sĩ không làm 150 đô. Tiền họ kiểm tra mắt mình á. Kiểm tra kỹ lắm. Kiểm tra tới hai phòng kiểm tra. Mỗi phòng là mấy máy luôn nè. Không phải ngồi ở Việt Nam mà. Khi mà mình vô gấp mắt kiếm, họ đi tút vô trong cái máy, nhìn thấy rõ không? Thấy không có ra cái gì? Cái nào rõ hơn, vậy đó. Xong rồi, mình nói cái nào rõ, mình nói rõ, cái nào không rõ, mình nói không rõ, rồi xong. Mình nói lộ mình xong.
là cắt mắt kiếm mình. Còn này bác sĩ là đưa máy vô, có máy này nhỏ xíu à, đưa đụng đưa gà vô con ngư của mình á, có cái camera nhỏ xíu à, gà vô con ngư mình là mình nghe cộm đâu đó, là cái máy, là máy đo cuối cùng á. Rồi nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, được camera view, take my picture, take a lot picture ha. Well, they took a lot of pictures. You kept on blinking, but they took a picture of your eye. Yeah. Mm-hmm. They tell me blink. Mm. Oh yeah, but. Yeah, we chớp mắt cho họ kiểm tra rồi nhướng lên nhướng xuống này. Hết gần $600. Tiền bác sĩ kiểm tra không là 150. Họ làm kỹ lắm, rất là kỹ luôn. Kiểm tra toàn bộ mắt người, có vấn đề gì là họ nói. Hoặc là biết sao vậy, nên là ai ở Việt Nam mà ai có chuẩn bị đi Mỹ là nên cắt mắt kiếm nhiều đi. Mà cắt nghiến quá mắt rồi. Hồi trước thì mình đi mình không cắt nữa. Hai mà con cắt một mớ còn mấy triệu á. Mình qua nó gãy. Con thì mình nó lên độ. Ở đây có cũ được. Hôm qua nó cắt mấy cái mất quá này. Bắt nốt tiền luôn á. Này nấm ăn được. Do you like mushroom? I haven't tried it. Yeah. Oh, you eat all. Yeah. Bà hổm giờ là cắt cho mấy kiến cho tiền chắc cũng mấy trăm. $500 mà nó có 100 à. Nó có $100 à. Biết sao hay. Hai cái con này giờ hiếp lắm đó. Giờ nó khá rảnh. Sáng ăn mấy độ. Giờ cũng lạnh. Tiếc mà. Tiếc rồi. That my, you eat more than one. I believe you. I still we hungry. Yeah, because we need to eat something healthy, like salad. A salad. Salad. Where's it all? Không bao nào vậy trang á. Don't tell me lick. Honey. Okay, let me do. Okay, lick over there. Okay, lick over there. Ăn rồi toàn là dành rửa chén không à, dành chắc chén vô trong máy giặt. Ở nhà thường thường mình nấu cơm vậy, nấu là đi làm về, có đi làm về cũng mệt chứ cũng vô sắp chén rồi vô phụ mình không mà dọn vậy, cũng tội lắm. Ông xã em number one. You are number one. Thank you, I'm number one sometimes. Nè mọi người, cái này cái bánh hồi nãy mình nói nè, đó cái bánh này bánh cherry, còn cái bánh này là cheese, đó phô mai ở trong nè, bánh này là con trai mình rất là thích nha. You should eat half of one and half of the other one. Okay, so bây giờ mình tại vì ăn pizza có mấy miếng không có no. And then leave the other two halves on a plate for me and I'll eat them tomorrow. I'll have them tomorrow morning. Okay. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho mọi người xem nha. Mình tham xử thử cái này cho mọi người xem. Hold on. So $5 each. Yeah. $5 each thing.
$10 total. Thank you. Thank you, honey. Thank you, honey. Wow. Đây nè mọi người, mọi người xem nè, rất là ngon nha. Đó. Nhìn ngon ghê chưa? Ok, cắt một nửa, mỗi cái một nửa cho mọi người ăn cho mọi người xem nha. Đây là chi nè. Chi này là mình cũng không thích bằng cái kia. I think I don't like cheese that much. Okay. I want to try for people. Try for people. Yeah. So eat a little piece of it and leave the rest of the plate for me tomorrow. Okay, baby, I'm going to work. Okay, bye-bye, honey. Bye-bye, honey. I love you. Say goodbye to my friend. Goodbye to your friends. Yeah. Goodbye to everybody. Goodbye. Tam Biet. See, I remember. Yeah. Tam Biet. Tam Bi. When did they say Tam Bi? Tam Bi. Tam Bi. Tam Biet. Xin mời mọi người ăn thử nha. Mình thích cherry hơn. Bánh cũng ngon. Này là ăn bữa ăn sáng. Ăn sáng ăn chả là ăn sáng vậy không? Ăn ngọt mà. Chưa ăn đồ mặn không ăn. Không bao giờ ăn đồ mặn buổi sáng. Mặn với ăn trứng rồi hả? Bánh ngọt hầm donut rồi. Where's my black jacket? See my black jacket? No. Cái chi này bữa nay cũng ngon nè. Tại hay là mình đói bụng quá. Bây giờ không ăn uống thì tới giờ nè. Nó bụng. Chi pha mài béo. Béo. Chi cực kỳ ngon. Rồi hổm này ăn sao không ngon. Nên ngon à. Béo ghê luôn. Mình cho đi. Cái gì thì chua chua mặn mặn ngọt ngọt. $5 4 cái. Tầm 120 ngàn 4 cái. 30 ngàn 1 cái. Ăn cũng được, ngon. Các cô bán ngon mà rẻ. Cherry à. Chua chua ngọt ngọt. Chứ không có ngọt ngọt lắm. Ok, video của mình đến đây xin tạm dừng nha mọi người. Hẹn mọi người ở video clip tiếp theo. Và đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh giúp Trinh Cuộc Sống Mỹ nha mọi người. Mình chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và thật là may mắn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.